trọng Canada, con của Lý Văn Hoàn, tức là con bác tôi, rồi tới đây là bà vợ tôi Mai Thị Minh, rồi tới ông Lý Văn Linh, hai ông bà Lý Văn Linh là em tôi là từ bên Maryland qua, rồi bà trọng là bên Canada qua, rồi vợ chồng chú Hùng với cô Phượng ở đây thì chắc các cháu biết hết. Đúng là con chú út, cô Yến và chồng cô Yến, chú Hiếu, con chú út. Đó là xin giới thiệu sơ qua này. Rồi còn các cháu thì cũng không thể giới thiệu hết được. Thì trong cái dịp vui mừng này, nhất là từ cái ngày mà cha chịu chức linh mục, đây là lần đầu tiên tất cả tôi thì có thể gặp cha được một vài lần, nhưng mà nhiều người lần đầu tiên gặp cha. Rồi cũng như là chúc mừng, tạ ơn Chúa là gia đình mình nối tiếp từ ông cố Ruy cho tới ngày nay là còn có những linh mục như vậy, thì chúng tôi là rất vui mừng. Rồi thứ hai là mừng cha về chánh chứa ở đây nữa, thành ra anh em là có một cái quà để tặng cho cha. Xin hết lời và để cho anh lớn giới thiệu các cháu để cho các ông bà biết sơ sơ. Cháu xin cảm ơn trường hợp cho cháu được phép đứng lên. Cháu trước hết là cháu xin cúi đầu để chào